bị vây bắt, đối tượng cầm súng K54 cướp tiệm vàng để rồi cục tiền. Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Tin Tức Dân Trí. Một đối tượng nam giới bất ngờ xông vào tiệm vàng, dùng súng đe dọa, khống chế cướp đi 200 triệu đồng. Tuy nhiên, khi ra đến ngoài cửa tiệm, đối tượng buộc phải bỏ của chạy lấy người do bị người dân phát hiện và ngăn chặn. Trao đổi với phóng viên Dân Trí vào tối ngày 8 tháng 10, một lãnh đạo công an thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị đang huy động lực lượng truy bắt đối tượng mang súng cướp tiệm vàng tại phường Mạo Khê vào lúc hơn 15 giờ chiều ngày hôm nay. Theo công an thị xã, vào thời điểm trên, một đối tượng nam chạy xe máy đến tiệm vàng thuộc địa bàn phường Mạo Khê, sau đó xông vào bên trong, dùng súng, bước đầu xác định là K54 khống chế người của chủ tiệm vàng, cướp 200 triệu đồng tiền mặt. Khi cướp xong, đối tượng chạy ra ngoài cửa định lên xe máy bỏ chạy. Tuy nhiên, có thể do quá luống cuống, đối tượng không nổ được xe máy. Lúc này, một người dân đi ô tô trong khu vực phát hiện vụ việc đã điều khiển xe tông vào chiếc xe máy nhằm ngăn cản đối tượng bỏ chạy. Sau cú đâm của ô tô, xe máy của đối tượng bị văng ra xa, số tiền cướp được cùng khẩu súng đối tượng mang theo bị văng xuống đường. Thấy tình huống bất lợi, đối tượng nhanh chóng nhặt súng lên xe máy tẩu thoát khỏi hiện trường. Theo một số người dân sinh sống tại gần tiệm vàng, thời điểm xảy ra vụ việc, họ nghe có tiếng nổ súng. Sau đó một đối tượng chạy ra ngoài. Các bạn nhớ like và subscribe kênh YouTube Tin Tức Dân Trí để cập nhật tin tức mới nhất mỗi ngày các bạn nhé.